phiên bản Off-Road Timberline 2022 của Ford Expedition có giá từ 1,55 tỷ. Ford Expedition Timberline 2022 khỏe khoắn và cơ bắp với diện mạo mới vừa được công bố giá tại Mỹ, khởi điểm từ 1,55 tỷ đồng. Ra mắt vào tháng 9 vừa qua, Ford Expedition 2022 được giới thiệu với một phiên bản Timberline hoàn toàn mới tập trung nhiều hơn vào khả năng off-road. Theo báo cáo của Ford Authority, giá bán của Ford Expedition Timberline 2022 tại Mỹ sẽ khởi điểm từ 68.150 USD khoảng 1,55 tỷ đồng. Chỉ cao hơn đôi chút so với phiên bản Expedition Limited 4X4 có giá khởi điểm 66.780 USD khoảng 1,51 tỷ đồng. Để phân biệt với các phiên bản còn lại, Ford Expedition Timberline 2022 trang bị lưới tản nhiệt độc quyền, với đường viền màu cam nổi bật ở hốc gió trung tâm. Những tấm ốp thân xe bằng nhựa tăng thêm nét khỏe khoắn và cơ bắp cho mẫu SUV. Ngoài ra, phiên bản này còn có tấm chống trượt màu bạc và bộ mâm đa chấu sơn đen bóng đi kèm lốp Goodyear Wrangler A trên T33 inch. Khoảng sáng gầm của phiên bản Timberline cũng được tăng lên mức 269mm, cao hơn 15mm so với mẫu xe đối thủ là Jeep Wagoneer. Kết hợp với các tấm chống trượt đặt nghiêng, Ford Expedition Timberline 2022 có góc tiếp cận và góc thoát lớn hơn, đáng kể so với các phiên bản thông thường. Ngoài ra, Timberline còn nhận được một số tính năng bổ sung để tăng cường khả năng off-road, như hệ thống hỗ trợ rẽ trên đường mòn Chiltern Assist, hộp số phụ 2 cấp. Ford Expedition Timberline 2022 trang bị động cơ EcoBoost tăng áp kép V6 3.5 lít, sản sinh công suất tối đa 440 mã lực và mô men xoắn cực đại 691 Newton. Ford Expedition 2022 hiện đang được sản xuất tại nhà máy Kentucky và dự kiến sẽ có mặt tại các showroom ở Mỹ vào đầu năm sau. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.